có đơn tố giác của Nguyễn Phúc Thành. Thì cơ quan điều tra đã sử dụng nhiều biện pháp, nhiều lực lượng để truy tìm hung thủ và xác minh cái tin tố giác của Nguyễn Phúc Thành. Cho đến giờ này thì cơ quan điều tra đã tìm được nghi phạm giết bà Lê Thị Bông. Theo đơn tố giác của Nguyễn Quốc Thành thì Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt chính là hai thủ phạm giết bà Bông. Qua xác minh và truy tìm, chúng tôi đã xác định Nguyễn Hồ Thanh Việt đã chết vào năm 2011. Cho đến giờ này chúng tôi đã xác định thủ phạm duy nhất còn lại đó là Nguyễn Thọ. Tôi biết được chính quyền địa phương cùng với tòa án dân tỉnh chuẩn bị cũng khá kỹ đó. Và theo tôi thì chính quyền địa phương cũng như tòa án dân tỉnh không có dự báo hết cái khả năng, cái số lượng của dân hôm nay, cho nên có những cái phần nó cũng không được chu đáo lắm. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét một cách nghiêm túc, công minh về trách nhiệm của cơ quan điều tra, của điều tra viên và cán bộ điều tra lúc đó đã gây lên những cái thiệt hại và oan ức cho người nghe.